Ngày 8 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại chợ Việt Kiều, xã Tân Thông Hội. Nạn nhân trong vụ việc là nữ giới 30 tuổi. Khoảng 7 giờ ngày 5 tháng 12, nạn nhân chạy xe tay ga chở theo một bé trai đến chợ Việt Kiều. Khi đang dừng giữa chợ chờ mua đồ thì bất ngờ từ phía sau một nam thanh niên chạy xe máy tới áp sát, giật chiếc điện thoại đang để trong hộp xe phía trước. Nạn nhân cùng nhiều người dân trong chợ nhanh chóng truy đuổi nhưng kẻ gian đã tẩu thoát. Liên quan đến vụ việc, tối ngày 8 tháng 12, Công an xã Tân Thông Hội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Củ Chi bắt giữ nghi phạm Bùi Kỳ Cương, 26 tuổi, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Cương khai nhận do không có công an việc làm hết tiền tiêu xài nên đã đi cướp. Hiện vụ việc đã được cơ quan công an củng cố hồ sơ điều tra làm rõ.